đặt cái này nó mới cái gì. Ừ, một tuần. Nó khóa mỗi hàng. Mẫu thằng này lốt đau. Đi tắm đây để cho nó quặng mặt. Không biết được nhiều cách đâu. Còn mình không biết cái hôi cá bằng hai ba là cắt. Thế rồi. Không biết cứ tở như cứ thỏa tay trong nước bằng cá. Quyết ra can mình phải là nhặt túi cổ quyết thì quyết quyết đá cho hai cô mình mẹ mày ngất chết mình nhở quyết bảo anh đá phát đâm trong tay nó làm rồi tí nó lại cầm lên đánh chưa anh lại đá nhau phát nữa thôi làm thật cả làm im cắt dẻo hết rồi quyết thì đã có rồi đã kia là số anh đơn hát thôi phải trước đây thì đây mới khoảng 6 giờ bảo với lại luôn nồi chưa 5 rưỡi ông tây vừa vào đây chờ lâu lắm sắp đến giờ rồi. Ngồi đi làm gì nữa bạn? Vừa hôm trước tới mấy anh em ngồi hôm sau khoản 2. Rêu khoản 2 ma túy tầm đấy là nhẹ không? Đấy là phải lo tốt lắm đấy. Đoạn á?